Hiện nay, một bộ phận không nhỏ người dân có thói quen bật đèn chiếu xa hay còn gọi là đèn pha, một cách vô tội vạ khi tham gia giao thông. Điều này không chỉ gây khó chịu, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông ngược chiều, mà nó còn là nguyên nhân của tai nạn giao thông, cũng như các hệ lụy khôn lường khác. Bên cạnh đó, hành vi sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư là hành vi bị cấm được quy định trong luật giao thông đường bộ. Để tránh bị phạt cũng như bảo vệ tính mạng của bản thân và những người xung quanh, mọi người hãy kiểm tra thật kỹ chế độ bật đèn xe trước khi di chuyển.